giải mã ngành học siêu hot trong thời đại số, thương mại điện tử. Không chỉ đơn thuần là các kiến thức chuyên ngành về thương mại điện tử, các bạn sinh viên sẽ còn được học về kinh tế, công nghệ thông tin, digital marketing, video, đồ họa. Quá nhiều kiến thức phải học, cùng với đó là các cơ hội được trải nghiệm tại các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Tiki, FPT Retail và Alibaba. Thông qua các buổi workshop và hội thảo, các bạn sinh viên SEAL có cơ hội được gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với các chuyên gia trong ngành thương mại điện tử. Ta-da! Và đây là thư viện nơi chứa hàng nghìn đầu sách để giúp các bạn sinh viên có thể tìm hiểu thêm về các kiến thức chuyên ngành bên cạnh những trải nghiệm thực tế. Hàng trăm suất học bổng tài trợ tìm kiếm lãnh đạo trẻ trị giá 30% học phí trong suốt 4 năm học đại học. Cùng với đó là 20 suất học bổng chủ tịch SEAL toàn phần đang chờ các bạn trong mùa tuyển sinh năm 2023 đó nha. Và nếu như mà bạn quan tâm đến ngành thương mại điện tử của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thì hãy để lại một comment ở bên dưới và đừng quên là follow kênh của tụi mình nha. Bye bye!